Chào mừng các bạn đến với video lần này của mình. Thì những video trước mình đã giới thiệu các bạn những con máy mài của hãng Meta với đường kính đáo 1 tấc như là 9553NB và 9553B. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá sơ các bạn giữa hai con máy này khác nhau những gì, và cái con máy hai con máy này nó so sánh với nhau thì con máy nào sẽ tốt hơn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ lược lại cho các bạn từng con máy. Thì đầu tiên mình sẽ nói về con máy 953B. Thì con máy 953 sử dụng đường kính đá 1 tấc và đi kèm phụ kiện, đi kèm thì có ống chống đá và mở khóa đá và một cái đá mài được đặt kèm như vậy và một cái tay cầm phụ. Với bên cạnh đó thì con này sử dụng công suất là 220V với dây điện dài 2m và 2 chấu nha các bạn. Và phần vỏ thì được thiết kế bằng nhựa rất cao cấp của Meta, với phần đầu thì được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm, đấy, khá là chắc chắn và tản nhiệt rất là tốt nha các bạn. Đây là bộ phận gắn đá thôi nha các bạn, đây là trục gắn đá. Và ở phía dưới phần máy thì có phần in thông số kỹ thuật và mã máy nha các bạn, với sử dụng dòng điện 220V và công suất của nó là 710W và phong cách cực đại của nó là 11.000 vòng trên 1 phút. Và số seri được in ở trên này luôn nha các bạn, với tem hàng giả được bên 7 màu ở được dán ở bên hông để chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng giả. Và công tắc thì nó được nằm sau đuôi nha các bạn, tắc nằm sau đuôi, tắc còn nó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái con 9553B NB này. Thì con này thì phụ kiện đi thèm thì cũng giống như là con 9553B thôi nha các bạn, là một tay cầm phụ, một cái chắn đá và một có đá và một cái điện cắt đá nha các bạn. Và tiếp theo thì nó cũng sử dụng đường kính đá 1 tấc. Và phần vỏ thì phần đầu thì hai con máy này thì nó giống nhau nha các bạn. Thì con 9553 NB này với thân máy nhỏ gọn hơn con 9553B. Đấy, hai con này thì một con nhỏ hơn và một con to hơn nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy. Và con này thì được in thông số kỹ thuật ở bên hông máy, và thương hiệu thì cũng in nhập nổi luôn nha các bạn, Meta khá là đẹp. Tiếp theo thì nó sử dụng cái công suất là 710W và sử dụng điện 220V với vòng quay cực đại thì 11.000 vòng trên 1 phút nha các bạn. Đây nó đóng. Nói chung là thông số kỹ thuật thì hai con này nó giống nhau. Thì nó khác nhau ở điểm nào? Thì nó khác nhau ở cái điểm là công tắc thôi nha các bạn. Công tắc thì con này thì sử dụng công tắc đuôi. Đây còn nó đuôi. Còn con này sử dụng công tắc trượt nha các bạn. Đây công tắc trượt nó khó ăn tròn nha các bạn. Để chúng ta khi sử dụng khó lại, để chúng ta khi sử dụng thời gian lâu thì chúng ta không cần giữ công tắc. Đấy, con này thì thuộc tiện hơn. Ở một chỗ là nó có công tắc giữ này nha các bạn. Đấy, và nó an toàn hơn. Và tiếp theo thì hai con máy thì giống hệt nhau với có tem chống hàng giả 7 màu này nha các bạn. Đấy, hai con máy đều xài rất chất lượng và được nhiều nhà tiền chế và thợ cơ khí trong những công trình lớn nhỏ đều sử dụng hai con máy này nha các bạn. Hai con máy này rất là hot. Và mình cũng vừa review sơ cho các bạn, so sánh sơ cho các bạn thấy sự khác nhau giữa hai con máy mài gốc sử dụng đường kính đá 1 tấc của hãng Meta. Một con là 9553NB và một con 9553B. Thì nếu các bạn có thắc mắc hay muốn lựa chọn giữa hai con này thì hãy liên hệ với số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì làm một like, một subscribe và các bạn review những sản phẩm đến này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.